Số liệu từ công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital cho biết là quy mô danh mục quỹ VFM VN Diamond ETF đã lên tới là 10.121 tỷ đồng, trở thành quỹ nội địa đầu tiên đạt quy mô trên 10.000 tỷ đồng, bỏ xa quỹ đứng sau là VFM VN 30 ETF với quy mô là hơn 8.000 tỷ đồng. Mặc dù mới ra mắt thị trường trong năm 2020, tuy nhiên VFM VN Diamond ETF đã thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư tổ chức như PIN Elite Fund, Vietnam Equity Fund hay các quỹ đầu tư Thái Lan, Hàn Quốc. Thậm chí, VFM VN Diamond ETF hiện còn nằm trong top những khoản đầu tư lớn nhất của PIN Elite Fund. Trong danh mục VFM VN Diamond ETF hiện có 13 cổ phiếu, trong đó FPT hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16,37%, xếp tiếp theo là MWG 14,49%, VPB 11,96% với quy mô danh mục hiện lên tới hơn 10.000 tỷ đồng, 440 triệu đô la Mỹ. VFM VN Diamond ETF đã trở thành quỹ lớn thứ hai của Dragon Capital, chỉ xếp sau Vietnam Enterprise Investment Limited với hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Theo tiêu chí của MSCI, công ty cung cấp các dịch vụ phân tích thị trường tài chính và xây dựng các chỉ số tham chiếu cho các thị trường đầu tư trên thị trường trái phiếu, cổ phiếu, Việt Nam vẫn còn 7 trên 17 tiêu chí cần phải cải thiện. Nếu so với Kuwait thì mới được nâng hạng năm 2020, Việt Nam vẫn còn 5 tiêu chí phải cải thiện để có thể nâng hạng. Theo Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện nay trong số các tổ chức xếp hạng thị trường mà tiêu biểu là MSCI và FTSE Russell thì MSCI vẫn xếp hạng Việt Nam trong nhóm thị trường cận biển. Trong khi đó, FTSE Russell tiếp tục duy trì Việt Nam trong danh sách chờ xét nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biển lên thị trường mới nổi. Còn xét theo tiêu chí của MSCI, Việt Nam vẫn còn 7 trên 17 tiêu chí cần phải cải thiện. Nếu so với Kuwait mới được nâng hạng trong năm 2020, Việt Nam vẫn còn 5 tiêu chí và phải cải thiện để có thể nâng hạng. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thì thị trường Upcom tháng 3 tiếp tục có diễn biến khá sôi động, trong đó thì khối lượng giao dịch tăng mạnh, giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Theo HNX, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 3 năm 2021, chỉ số Upcom Index đạt 81,41 điểm, tăng 6,62% so với cuối tháng trước. Toàn thị trường có hơn 1,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tăng 131,53% so với tháng trước. Tương ứng giá trị giao dịch là 28,6 nghìn tỷ đồng, tăng 146,96%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 80 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 51% so với tháng trước. Giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng trên một phiên, tăng 61,06% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường Upcom tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt hơn 1.078 tỷ đồng, tăng 4,71% so với tháng trước. Sáng ngày 5 tháng 4, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục có phiên điều chỉnh giảm, thì giá mua bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít biến động so với cuối phiên trước đó. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về hoạt động của một số doanh nghiệp. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam DBC công bố báo cáo thường niên năm 2020 và đưa ra kế hoạch năm tài chính năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp đạt kế hoạch doanh thu 15.439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 827 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến lợi nhuận năm 2021 chỉ bằng 59,1% so với thực hiện trong năm 2020. Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 D2D công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tại Đồng Nai. Theo đó, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu là 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 268,7 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận chỉ tăng nhẹ 0,2% so với thực hiện trong năm 2020. Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc AAV công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 23 tháng 4 tại Hải Dương. Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch năm 2021 với doanh thu là 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30 tỷ đồng, lần lượt tăng 73% và 108% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức năm dự kiến là 10%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với tỷ lệ 3%. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tương ứng với 956.250 cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng. Mời quý vị cùng đến với những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư lớn là tiền tệ, dầu và vàng. Trên thị trường chứng khoán châu Á, cổ phiếu tại Nhật Bản tăng cao hơn trong phiên giao dịch ngày thứ hai do nhiều thị trường lớn châu Á Thái Bình Dương đóng cửa nghỉ lễ.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng và Kospi của Hàn Quốc giảm trong ngày đầu tuần. Thị trường Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đóng cửa vào ngày thứ hai để nghỉ lễ. Chỉ số Nikkei tăng 0,77% lên 30.083,19 điểm. Chỉ số Kospi giảm 0,11% lên 3.109,49 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đã sẵn sàng để duy trì mức tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vào cuối tuần trước cho thấy thị trường lao động của Mỹ đang phục hồi. Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh 16 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 92,958 điểm, giảm 0,08%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong phiên giao dịch vào ngày thứ hai sau khi OPEC cộng đồng ý vào tuần trước để dần giảm bớt một số cắt giảm sản lượng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7. Dầu thô Brent giảm 16 cent xuống còn 64,70 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 13 cent ở mức 61,32 đô la Mỹ trên một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ có ngày ngắn hơn được giữ gần ở mức đỉnh 14 tháng, trong khi đồng đô la sẵn sàng kéo dài mức tăng so với các đồng tiền chính vào thứ hai sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo mức tăng trưởng việc làm mạnh hơn và dự báo trong tháng 3. Vàng được coi là hàng rào chống lạm phát gia tăng nhưng lợi suất trái phiếu kho bạc vững chắc hơn dẫn đến chi phí cơ hội cao hơn cho việc nắm giữ vàng miếng đã thách thức tình trạng đó. Vàng giao ngay đứng ở mức 1.728,60 đô la Mỹ một ounce. Vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% lên 1.729,50 đô la Mỹ một ounce. Chính phủ ban hành Nghị định số 49 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100 năm 2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể thì về mức vốn vay, Nghị định số 49 năm 2021 quy định trường hợp mua thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua thuê nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá là 500 triệu đồng và không vượt quá là 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội thì đến hết tháng 3 năm 2021, cả nước đã có trên 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn tại ngân hàng. Tổng dư nợ đến ngày 31 tháng 3 năm 2021 đạt là 230.554 tỷ đồng, tăng 4.357 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Tín dụng tập trung chủ yếu vào phục vụ là nhu cầu sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm đạt là 169.524 tỷ đồng, chiếm 73,5% tổng dư nợ. Tín dụng phục vụ đời sống sinh hoạt đạt 61.030 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 26,5% tổng dư nợ. Chất lượng nợ tiếp tục được thực hiện tốt. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 03 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 năm 2020 quy định về việc là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoản nợ được cơ cấu lại phải đảm bảo các điều kiện là thời hạn trả nợ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10 tháng 6 năm 2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, khoản nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc lãi trong thời gian từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến hết năm nay. Đồng thời, khoản nợ được đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng thời hạn theo hợp đồng, thỏa thuận do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tư cũng nêu rõ, khách hàng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tổ chức tín dụng đánh giá khách hàng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Thông tư mới gồm 4 chương và 22 điều, thay thế thông tư số 15 năm 2015 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Trong đó thì một số nội dung thay đổi so với thông tư số 15. Công ty chứng khoán SSI nhận định là tăng trưởng GDP so với cùng kỳ sẽ đạt đỉnh trong quý 2 năm nay. Hoạt động kinh tế sôi động hơn thì sẽ khiến cho cầu tín dụng tăng mạnh hơn, lạm phát cũng tăng cao hơn trong nửa cuối năm 2021. Nhưng không đáng ngại vì chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn rất thận trọng và mang tính chất ổn định cao. Các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng trưởng GDP so với cùng kỳ sẽ đạt đỉnh trong quý 2 năm 2021 và sau đó sẽ bình thường hóa từ nửa cuối năm 2021, đạt mức 6-6,5% trong cả năm 2021 và 7% trong năm 2022. Chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn rất thận trọng và mang tính chất ổn định cao. Về lạm phát, CPI tháng 3 giảm 0,27% so với tháng trước, nghĩa là CPI bình quân chỉ tăng 0,29% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong 20 năm theo tính toán của Tổng cục Thống kê. Về tăng trưởng tín dụng, gần đây Ngân hàng Nhà nước cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021, trong đó các ngân hàng thương mại nhà nước là từ 6,5% đến 7,5%, ngân hàng thương mại cổ phần là từ 8 đến 12%. Hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2021 bình quân của các ngân hàng thương mại là 9%. Sáng ngày hôm nay ngày 5 tháng 4 tại hội trường Diên Hồng, với tổng số 468 trên 468 số phiếu tán thành,
đạt tỷ lệ 97,50% tính trên tổng số đại biểu. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước. Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước sẽ ra sức công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, với 92,92% đại biểu có mặt tán thành, tương ứng 446 trên 452 đại biểu, Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để bầu Chủ tịch nước. Nhân sự được đề cử vị trí Chủ tịch nước kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc. Trước khi giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Xuân Phúc từng đảm nhiệm các vị trí như Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.